Ra đi bạn ơi. Hy vọng bạn ấy thấm thía lỗ tai, bạn ấy đi ra nào. Bạn ấy móc điện thoại, bạn ấy bấm rồi nhưng mà không biết bạn ấy có đi chỗ khác không nữa. Từ á đù, á ơi. Ôi là trời. Alo, xin chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ làm một chuyến du lịch qua bên châu Âu nha anh em. Mình sẽ câu tu câu cá bên kia xem bên đó xịn sò con bò không. Một số bạn nói thì auto bên đó cá hiếm nhiều lắm. Ok, mình sẽ qua bên kia. Tại vì ở Việt Nam á nhiều bạn bè quá cho nên là mình qua bên đây để mình câu đỡ gặp bạn bè. À đù, qua bên đây nó cho dùng tiếng Anh luôn các bạn. Trời ơi, xịn sò vậy. À đù ghê vai á. Okay. Rồi qua bên đây là phải xài tiếng Anh nha anh em. Trời đất ơi. Qua bên đây có được a vẫn được chạy xe các bạn ạ. Qua bên đây dùng tiếng Anh thôi nhưng mà vẫn được chạy xe. Thì mình sẽ qua bên hải đăng mình câu cá nha anh. Khoan, bây giờ là 50 rồi, 50 câu, 50 câu con gì nhỉ? Hình như là câu thuyền, câu thuyền á anh em. Thôi mình câu đại ngoài hải đăng đi ha. Em bên đây câu á đù, vẫn có một thanh niên qua bên châu Âu kiếm mình luôn các bạn ạ. À, trời đất ơi, qua bên đây mà cũng không trốn khỏi nữa, tới nơi rồi kìa, khổ thiệt chứ. Mình auto, ổng cũng auto, cứ đứng kế bên để auto luôn. Mình qua bên tới anh châu Âu auto, ổng cũng qua bên tới đây để auto luôn. Chịu ông này thiệt. Ok, mình sẽ câu bằng cần vịt nha anh em. À, chưa gì hết trơn vậy, chưa mẹ, chưa làm gì hết trơn à, nó ấy rồi chưa chỉnh nữa, chỉnh những câu làm được cũng như là số 4. Ông này auto bằng cần gỗ. Hai anh em xin đôi đi câu cá các bạn ạ. À, thanh niên này chỉ câu ống lớn hay gì mà. Có chỉnh vậy. Rồi, ok, để như vậy đi, để gì để mình dễ quan sát cá hơn các bạn. Mấy cá nhỏ mình bỏ đi ha. Mình ngồi câu tí xíu mà trời tối luôn các bạn ơi. Không biết là trời tối nó có cá nhiều hơn không nữa, cá hiếm mấy. Để ngồi câu ở đây thêm vài tiếng nữa. Ôi trời ơi. À, con bốn các bạn ơi. Mới nói thôi mà lên luôn rồi kìa. Bốn 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 nha. Con này không biết là con cá gì nữa. Cho một con cá heo đi. Vừa nói thôi đã lên bóng rồi, lên thiệt. Lên nè em ơi. Cắn đi, đớp đi, trời ơi, ngay lâu quá con quỷ này. Cắn đi em ơi. Con bốn nó quẩy đuôi nhanh vãi chưởng. Ôi lên lên. Lên nào, lên nào. Lên. Ôi trời ơi, con cá ngừ. Thôi không sao các bạn ạ. Mặc dù là không có được cá hiếm nhưng mà nó vẫn là tiền nhiều. Không sao, con 44 là được, con 45 là mình lụm hết. Ôi 45 các bạn ơi. Con 4 các bạn ơi, nhưng mà mình để ở đây nè. Mình sợ cái đuôi nó quật vô cái dấu chấm than quá, cái ô xanh á. À hên quá, nó di chuyển qua cái hướng khác rồi. Ơi trời ơi, hên là mình tắt kịp á. Ôi lại một con cá thương anh em à. Thấy ghê không? Thế kiểu này nguy hiểm quá anh em à. Thôi mình di chuyển kiểu khác ha. Rồi tiếp tục săn thôi anh em. Được hai con cá xanh rồi, được hai cái bóng bốn rồi ha. Ok, được một con cá ngừ và một con cá thương, hai con cá xanh cũng ngon. Mình sẽ câu tiếp vài cái bóng năm cho anh em xem á.
này là bóng chắc con cá quân quá các bạn ạ. Một con cá quân là kẻ thù của mình á. Câu nó lên là mình thấy ghét lắm. Cắn là con cá quân mà cắn cũng lâu nữa. Á đù hơn. Sao kỳ vậy? Chắc là mình để không ngay rồi các bạn ạ. Rồi, chỉnh lại rồi đấy. Câu thêm một bóng nữa, bắt đầu mình lại kiếm cá bóng năm cho anh em xem nha. Con cá này không nhìn cá quân có bò cạp gì nữa nè. Hai con đó thôi các bạn. Ở đây mấy bóng nó nhỏ là có hai con quỷ đó là mình ghét nhất đó, hai con yêu tinh. Cá quân với cá bò cạp. Đôi khi sao biển mình không có ghét bằng cái cá quân và cá bò cạp mà bị gì vậy? Sao bị gì rồi, bị lỗi rồi anh em à? Bị con què gì vậy? Ok, mình sẽ là không sao không sao, không có gì cả, chỉnh lại xíu là được thôi. Ok, á đù, để cái kiểu này thì nó hơi toan các bạn à, nhưng mà để gần quá thì ok, mình sẽ để kiểu này nữa nha. Kiểu cũ của mình nè anh em, cái kiểu này mình không có thấy được cái bóng, mình không có thấy được cái bóng nó rõ ràng hơn. Nói chung là cái bóng nó mình chỉ thấy một khúc thôi. Để kiểu này là an toàn nhất nè. Nhưng mà cái bóng nó không có hiện ra cho mình thấy rõ, nó kiểu vậy đó anh em, không có thấy được cái nguyên cái bóng to cỡ nào. Nó có im. Mà thôi kệ đi. An toàn trên hết. Rồi. Ok rồi đó. Ai lên gâu trắng kia, ông nội đó đâu ra vậy? Ông có đó, ông người lạ các bạn, ông nước ngoài đó. Foreigner. Ok, mình tiếp tục săn cá to, cá hiếm thôi nào. Bóng năm hiển linh. Bóng năm hiển linh thôi các bạn ơi. Rồi, trời sáng luôn rồi. Trời sáng luôn rồi, không biết có cái bóng năm nào không. Trời sáng khó có bóng năm lắm các bạn ơi. Thái đậu xanh cái gì vậy? Sao gì kỳ vậy? Bóng bốn vừa hiện ra nó giật câu lên kìa. Trời ơi, méo hiểu kiểu gì luôn các bạn ơi. Cái này xứng đáng ăn một tán nè. Ăn một ký vô đầu luôn các bạn ạ. Tao cóc đầu mày nhé. Sao kỳ vậy? Ôi lên bóng 4, bóng 5 gì kìa, bóng 4 à. Cá heo không dây. Cá heo không vây các bạn. Con đó thì xấu chằng ai luôn. Con nó xấu nhất trong đám mà mình thấy á. Con nó xấu lắm. Nó như một cái cục sình vậy đó. Ok, nãy giờ cũng thấy thằng Nam nó lên được một cái bóng 44 rồi anh em. Cá heo không vây. Nó bật auto xong rồi nó để đó, nó đi đâu rồi anh em ạ? Sao tự nhiên đây trong dân cư vậy? Thôi cái này mình giật tay luôn nha anh em ơi, nguy hiểm quá. Tự nhiên mà trong vậy nè. Có thêm một bóng 4 nha anh em. Tự nhiên đây đông vãi chưởng. Ở đây mình không có thấy cái bóng nữa. Chết không chuyện rồi. Ơi. Rồi luôn, ăn chuối luôn. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Nó đông quá, mình đổi vị trí đi anh em à. Để vị trí đi Nam ơi. Nó thằng kia nó cũng cay kìa. Á đù. Nhưng mà bên đây bốn thằng năm, ui đây đông quá các bạn à. Chậu xanh ra muốn rồi. Tới công chuyện rồi. Sao mà đông thế này. Ở đây đi, đứng đây đi. Ok, mình sẽ đứng bên đây nha. Đổi vị trí thôi. Bên kia nhiều thanh niên quá. Tự nhiên nó người ta trẻ trâu, tính nó trẻ trâu mà thôi kỳ quá. Đã có làm gì đâu, người ta ra câu cá thôi mà. Ok, cấu đây đi Nam ơi. Trời ơi, hai cái bóng bốn của mình á, mình cay quá các bạn ạ. Rồi ông nội này, đứng xa xa ra. Hai bóng đó trời, nãy giờ mới có bốn bóng mà hết hai bóng nó hụt rồi. Nó phá. Người ta đâu có phá đâu, người ta đứng người ta câu chung thôi mà, mày ngộ quá. Ok, đi câu đây được rồi. Lên một bóng to, bóng lớn, bóng năm thì coi.
Game ơi, không lên đâu, xóa game à. Không lên kìa. Không cho bóng năm xóa game á. À, đâu ra một thanh niên ở đâu mà ở dưới đất chui lên vậy? Ơi, ơi. Nữa hả? Chị trời, mày cút ơi. Ra đi bạn ơi. Trời ơi, chỗ anh em mình ra câu cá ông nội thì đâu chen vô vậy? Ờ, cá bò cạp luôn á, đau lòng vậy. Nó im gu luôn các bạn, nó không thèm trả lời luôn. Nó không phản ứng gì luôn á. Rồi một thanh niên ninja lít hay gì mình đeo khẩu trang, đeo mắt kiến hay ghê vậy? Làm Superman đó bạn à. Bản đồ heo heo xanh nhưng mà thêm có cái ở đằng sau cái loại gì ta, áo choàng hả? Áo choàng ở đằng sau của hoàng tử à, làm Superman rồi ghê quá vậy, biết cái sự tai gì đây. Ủa thấy vô nghe anh em thấy ngầu chưa, hình như cái mặt đen thui vậy bạn. Trời ơi, cái mặt đen thui mà chùm kín mít luôn anh em. Nhưng đen vậy người ta nói da đen không sợ nắng, mà ông này ông còn sợ nắng, ông chùm bít đầu bít đuôi luôn các bạn, ghê quá. Da đen không sợ nắng mà sao kỳ vậy bạn ơi, bạn sợ nắng hả, có sức kem chống nắng không, dưỡng da gì không, mặt đen thui luôn. Nhìn hài vãi. Ê ơi ông ơi, ông đi ra cho tôi câu cá đi mà. Bạn ơi, bạn da đen. Ra đi bạn ơi. Cá to ơi trời ơi. Bạn da đen bạn đi ra đi chứ, chỗ người ta đang câu à. Nhào lại đây là sao? Không cho câu chung à. Trời ơi đứt câu luôn. Ừ sửa đi. Sửa xong mình sẽ săn cá hiếm anh em, để không thôi cái lượt câu cuối cùng đó là con cá bóng năm thì nó lại đứt. Hy vọng bạn ấy thấm thía lỗ tai bạn ấy đi ra nào. Bạn ấy móc điện thoại ra, bạn ấy bấm rồi nhưng mà không biết bạn ấy có đi chỗ khác không nữa. Từ gì á đù. Á ơi. Ôi là trời. Anh em coi kìa được không? Đậu xanh rau muống thằng này. Này da đen chính hiệu này, vệ sĩ cao 2 mét theo Johnny đi đặng hộ tống nè anh em à. Thôi rồi bà lượm ơi, chắc đi ra chỗ khác thôi Nam à. Mình đi thôi Nam ơi. Đi em ơi. Ở đây nguy hiểm lắm. Bé An hả? Bé Anh 10 hả? Thôi đi em ơi. Đi chỗ khác thôi. Ông nội này cũng đen thui, ông đứng kế bên mình sợ sợ kiểu gì á bạn ạ. Ở đây có một thằng ở dưới nước câu cá nè. Trời ơi. Câu lên bờ câu bạn ơi, sao mà dưới nước câu kỳ vậy? Từ từ như cho những thanh niên. Cái này chắc trời nóng trên được kiểu gì á anh em ạ. À hồi nãy mình không thấy, giờ mất tiêu rồi nè. Trời ơi mình trở về vị trí thân yêu của mình rồi. Người ơi, nãy ta đang câu thì lại một phá ngủ ghê đó. Mấy ông này một hình như bên kia có một anh da đen đang ở bên ngọn đảo kia anh em ạ. Ôi bóng gì vậy, bóng bốn bóng năm đây, bóng bốn à, lên cá thương vương miện luôn anh em. Trời ơi, nhân phẩm thế em, được 2 con rồi đúng không, anh cũng được 2 con nhưng mà không có con cá tím nào hết trơn á, này nó được con cá voi không vây màu tím anh em ạ. Mình thì được 2 con cá xanh. Nhưng mà mình lên thêm bốn hai cái bóng bốn nữa nhưng mà dịch không lên thôi, mình dịch không được thôi anh em ạ. À, nó bị lỗi thôi, clip cũng dài quá trời quá đất rồi thì mình xin phép dừng video tại đây ha. Cảm ơn các bạn đã xem tới đây rồi, chúc anh em có một ngày vui vẻ nha, bye bye mọi người, hẹn gặp anh em trong các video lần sau nha. Rồi anh em có ý tưởng gì im im á, các bạn có thể là comment để cho mình có thêm cái những ý tưởng để mà mình làm video nha anh em. Rồi cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn anh em và chúc anh em một ngày vui vẻ. Ok, bye bye.